Năm 2022, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với những kết quả nổi bật. Thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các chỉ thị quyết định để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa vào năm 2021-2022 của tập thể và cá nhân, xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng nhiệm vụ của tập thể cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nhiều địa phương đơn vị đã chủ động sáng tạo, tìm tòi cách tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của kết luận số 01 KLTU và kế hoạch số 39 KHTU. Các phong trào mô hình tiêu biểu được triển khai sâu rộng hiệu quả. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn những nhiệm vụ đột phá trọng tâm để tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét như huyện Yên Định chọn chủ đề, tự soi, tự sửa bản thân mình, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ cơ quan. Thị xã Nghi Sơn chọn nội dung nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ sở. Ngành giáo dục chọn nội dung chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, sai phạm trong liên kết đào tạo, lạm thu trong trường học, v.v. Cùng với đó, hàng loạt phong trào thi đua, các cuộc vận động sôi nổi được hình thành và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Ngành y tế có phong trào đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Lực lượng vũ trang có các phong trào thi đua quyết thắng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, v.v. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo hướng dẫn lồng ghép một cách sáng tạo ba nội dung vào một hoạt động, làm cho việc triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị, việc tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân kiểu mẫu càng thêm sâu sắc, sinh động, phù hợp với tình hình thực tiễn và có sức lan tỏa lớn. Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa làm theo lời Bác đã thu hút 233.141 người đăng ký dự thi với 1.406.964 lượt thi. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động báo công, biểu dương điển hình tiên tiến, tổ chức tọa đàm giao lưu tham quan về nguồn cho các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, đơn vị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng công dân, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền phát sóng, nhiều phim tài liệu, phóng sự, tin bài, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiều tác phẩm tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Thanh Hóa đưa nội dung học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng tập huấn của cán bộ đoàn hội đội các cấp, tổ chức liên hoan văn nghệ về chủ đề Bác Hồ với quê Thanh, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 xã, phường, 10 thôn bản tổ dân phố, 10 cơ quan đơn vị, 10 doanh nghiệp, 8 gia đình, 10 công dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công dân gia đình tập thể kiểu mẫu. Năm 2022 cũng là năm nở rộ vườn hoa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những tấm gương điển hình tiên tiến. Ông Nguyễn Bá Sáu ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh từng nhiều lần được điều động tham gia bảo vệ Bác khi người đến thăm các đơn vị. Lời Bác dạy trở thành động lực để suốt đời ông phấn đấu noi gương, dù lúc đang tại ngũ hay khi về vui thú điền viên. Ông vẫn luôn duy trì nếp sống cần kiệm, gương mẫu, chan hòa nỗ lực, góp sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương. Bác Hồ dạy tôi là học suốt đời, học không có trang trách. Cuối cùng, đến chính là như thế tôi đến bây giờ bằng từng đây tuổi rồi vẫn phải học, vẫn đọc sách báo nâng cao.
hai lẽ là trong là lao động, bác nói rồi không bao giờ nghĩa là cho thỏa mãn với mình, nên là tôi vẫn lao động sản xuất. Gia đình như bố là bây giờ thôi đừng làm nữa, nhưng tôi vẫn lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất cho xã hội, là cái đó là sung sướng lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ. Đấy là cái niềm vui mà bác Hồ nói rằng là phải lao động có ích cho xã hội, làm ra của cải vật chất, phải thật sự không được dừng lại, không được thỏa mãn với bản thân mình. Nên là tôi vườn trại, tuy là già là tuổi 90 rồi nhưng mà vẫn làm hàng ngày. Sư thầy Thích Đàm Hoan, trụ trì chùa Hồi Long, huyện Hoàng Hóa, với sự nỗ lực của mình đã xây dựng mái ấm tình thương ngay tại nơi thờ tự. Nhiều năm qua, sư thầy Thích Đàm Hoan đã nhận nuôi dưỡng hàng chục trẻ em mồ côi, tật nguyền, cơ nhỡ. Nơi hành đạo thâm nghiêm đã trở thành mái nhà bao bọc, sẻ chia yêu thương cho các số phận bé thơ thiệt thòi. Là một công dân đất Việt, vậy lại là một chức sắc tôn giáo thuộc Phật giáo, cho nên với cái nguyện vọng cố gắng làm sao sống tốt đời đẹp đạo, và đặc biệt với cái tâm nguyện của tôi hy vọng mình sẽ tham gia nhiều để giúp đỡ công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục trẻ mồ côi và trẻ em vùng cao, các vùng sâu vùng xa, làm sao đó để bản thân mình được cống hiến nhiều hơn cho xã hội và làm tốt cho nhiều người trong xã hội này. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều giáo viên cũng phấn đấu trở thành tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Cô giáo Mai Thị Tuyết, quê ở Nga Sơn, đã gắn bó với huyện vùng cao Quan Hóa gần 20 năm. Đường xá xa xôi cách trở, điều kiện vật chất thiếu thốn, song cô luôn nỗ lực trong công tác giảng dạy và trở thành giáo viên đào tạo mũi nhọn xuất sắc của ngành giáo dục huyện Quan Hóa. Mỗi năm, hàng chục học sinh của cô giành giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Anh Vi Thế Thiệp là bí thư chi bộ, trưởng bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa. Đây là bản của đồng bào dân tộc Thái. Trước đây, đời sống của người dân đói nghèo, vất vả. Từ năm 2003, anh Thiệp đã tìm cách kết nối tour du lịch sinh thái cộng đồng đến bản. Anh vào từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động bà con cải tạo cơ sở vật chất, học hỏi kỹ năng làm dịch vụ du lịch. Sau gần 20 năm, giờ đây bản Hang đã trở thành bản du lịch cộng đồng nổi tiếng của huyện Quan Hóa. Sau khi được tiếp thu chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì bản thân về tuyên truyền cho trước tiên là chi bộ rồi bà con nhân dân là thực hiện theo các cái nghị quyết chuyên đề. Thứ hai là về gia đình thì cũng vận dụng cái chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng về với gia đình. Thì sau khi một thời gian thì gia đình cũng về kinh tế cũng phát triển hơn. Còn anh Lương Ngọc Lai, sinh năm 1989, quê ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, là điển hình của tuổi trẻ xứ Thanh trong học và làm theo lời Bác. Anh đã xây dựng thành công trang trại xanh, vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi theo mô hình khép kín. Anh từng vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương đoàn trao tặng. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, Lương Ngọc Lai còn là tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn trẻ xứ Thanh trong quá trình khởi nghiệp. Ngoài những cá nhân kể trên, tỉnh Thanh Hóa còn có hàng trăm hàng ngàn tấm gương điển hình khác đang mỗi ngày bằng những việc làm cụ thể, noi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở nên một tỉnh kiểu mẫu.